Mình xin mến chào cả nhà, chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh của vợ chồng mình nha cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay vợ chồng mình cũng sẽ là tiếp tục đi bắt sò ha cả nhà. Đây mình vừa chạy ra tới luôn là mình đậu lại nè, cái đầu kinh nè, nằm đậu lên mình bắt liền nè. Rồi anh chồng mình không thấy mấy ở trên có mấy con sò cũng lội lên luôn rồi, bắt luôn rồi. Bởi nhiều khi nước rộng quá, nước mà không rộng thì bắt cũng không được. Mà nhiều khi nó nằm trên đó đó cả nhà thấy không, nó phải lội lên nó chảnh vậy đó. Mấy con? Hai con. Hai con cả nhà. Hôm nay thì không biết có ai đi ra đây bắt chưa, không biết nữa. Không biết có đi ai bắt ổng tới trên chưa. Bắt sót lại cái không có nhiều hết. Được hai con nha cả nhà. Bây giờ cũng 11 giờ mấy rồi đó. Bởi vậy trời ổng hơi nắng nha. Thấy không? Thì ngày mới vợ chồng mình cũng xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và luôn thành công trong công việc và cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì mời cả nhà cùng theo vợ chồng mình để mà đi bắt sò nha cả nhà. Để xem hôm nay trên đường đi bắt sò nè, vợ chồng mình có bắt được thêm cái con gì nữa không ha. Với lại coi coi mình đủ thành quả không nha cả nhà. Với lại xem coi sò của mình hôm nay to ngon hơn lần trước không nha. Giờ thì mời cả nhà đi với vợ chồng mình nha cả nhà. Chị Quỳnh thì cứ bơi đi. Quỳnh người ta. Bắt được sòm dít dít thấy ghét không? Thì nãy giờ mình ra mình cũng bắt được mới có mấy con hay cả nhà. Cứ bơi hoài luôn à. Cũng chờ mình giấu thọt hang thọt lỗ dữ lắm mà chưa có. Chưa tới khúc. Bữa nay không biết có ai đi trước chưa, không biết. Ở đây mà người ta bắt rồi, vợ chồng mình bắt quần thấy nó muốn hết hay gì rồi. Ừ. Bữa nay không biết có ai đi bắt nữa không biết. Dễ gì không? Bây giờ không có nhà cái nhà. Không có mấy con. Hôm nay tính bơi hoài vậy không hay gì. Tính bơi cho hết ngày hết giờ hay gì, đi bơi cho hết khúc xong điện thoại đi về hay gì á. Ừ. Vậy bơi về hoài là về sao đủ sản lượng đây. Đi chơi về sao giờ. Không có lấy giữa. Lỗ hang gì thọt rồi kia vô. Không có nha, chứng quá. Ừ. Ta bắt quá trời mà. Vợ chồng mình bắt người ta bắt mới còn đâu nữa. Hồi lúc trước mới đầu đi bắt cả nhà kiếm 100 con thì thấy nó là chuyện nhỏ. Bình thường thôi. Còn giờ sao mà đem đi ra mà chạy ra tới chỗ bắt sò mà nó 100 con thấy nó nặng nề quá. Bơi hoài chừng nào đủ 100 con. Đó. Đó là 95 con nữa. Ừ, gần 95 con nữa ráng đi. Mau mà. Ừ.
Cơm dầm trên đó có không anh? Nó trên đó đó. Vậy đó hả? Vậy là có người ta đi rồi hả? Thì em thấy có chiếc sườn bơi bơi trước mặt không biết phải không nữa đó. Thật cái ngát nước này anh thật gì được. Đừng con à. Khoe với cả nhà coi. Mừng con. Mừng quá cả nhà. Đừng con sò. Bơi mỏi tay luôn. Chín bốn con nó đang đợi đi. Ông rảnh quá ông ngồi đây ông đợi, ông đếm từ chín tới chín mấy con. Đó được 6 con đó. Ừ. Ngày. Mà mình cũng nói thiệt luôn nha. Chồng mình bắt sò mà không có nữa thì ai bắt có ta? Đó, bên này có rồi đó. Ừ, thì bởi vậy em nói vậy đó. Anh bơi nãy giờ mà không có ai bắt có nữa. Ông bắt sò, ông lặn lội, ông móc ôi, ông lay, ông kèo đủ thứ chỗ hết trơn. Bắt hết rồi. Có con nào nữa không? Sò lông hả? Thọt chưa? Nó gây dầm thọt giống con sò. Móc đầu vô liền hay vậy? Móc đoạn sò lông. Có rồi cả nhà, hiu hắt quá. Nó được con chứ. Con một. Tiếng chi hoài cấm. Ông nghỉ 1 tháng cho nó vô chứ người ta không biết bắt à. 1 tháng thì mình nghỉ người ta cũng đi chứ dễ gì. Cũng hết à. Để bạn cắm mặt sò. Để bạn cắm mặt sò hả? Chỉ để cho vợ chồng ta bắt thôi à. Cái nó cầm cái bảng hỏi thằng nào viết ra cái bảng này ra đây gặp mặt ta nói chuyện cái ta thục cái ngát đẳng kìa cả nhà. Để giờ mình bờ lát chút xíu mình bơi ngang mình bơi tới người ta mình review cho cả nhà xem ta thục cái ngát nha. Nước này thì anh chồng mình thục cũng được rồi, anh chồng mình không lùng lắm. Nước này chồng mình thục cũng được tại vì người ta thục quen á, người ta có nghề nữa. Chồng mình thì đâu có nào giờ chưa có đi thục cái ngát đâu. Cái cục đất này hôm trước thì chồng mình bắt nhiều lắm nè, cái cục của cái cây này, cái chỗ này nè. Nhiều lắm cả nhà. Hô. Không có luôn hả?
xong huyền thoại này mà khúc xong huyền thoại này mà bắt có nữa, bắt đâu có vậy ta? Thì vợ chồng mình bỏ khúc xong này không có được ở nhà, bỏ là đói luôn. Mà giờ bắt này không có rồi, đâu còn nữa bắt. Đi tới chỗ nào á, người ta cũng bắt hết trơn rồi. Khúc xong này nè, người ta có bắt đi rồi, đi qua rồi mà đi lại cũng vẫn còn. Còn sót. Còn những cái khúc sông con kinh cùng nhỏ nhỏ, người ta đi qua cái là mình đi lại không còn gì luôn á. Còn cái nịt. Còn đúng ở cái nịt. Cái nịt là cái gì? Cái nịt là cái nịt á. Không có luôn. Rồi hỏi mình thiếu hai mấy con nữa, rồi 100 con mình bắt từ đằng xíu đẳng để tới khúc này không là đủ. Mà bữa nay không có luôn. Mấy cái nhà thấy không cũng thọt dữ dằn lắm chứ. Tự không có rồi, thật không dính. Không có gì hết rồi, không có gì hết rồi. Chỗ miếng nước cả nhà. Nãy giờ bắt không có gì á, thọt không cũng uống nước nữa. Hôm nay vợ chồng mình đi đem theo nước hột é nha cả nhà, mình ngâm hột é đó. Với mũ gòn. Không uống trà đường mà lại uống hột é. Uống đã. Ở cả nhà uống hột é mũ gòn. Hột é mũ gòn. Uống nước buổi trưa cả nhà ơi. Đi nắng quá rồi. Uống không? Uống. Cảm ơn. Mời cả nhà uống nước với mình nha cả nhà. Giờ tới mình uống, nãy ông uống rồi, giờ tới mình. Tại muốn con luôn đó. Trưa nắng vậy nè mà làm hết nước đá nữa, cái nó đã. Thường thường vợ chồng mà hay làm trà đường lắm. Bữa nay đổi gió. Vợ chồng máy gió bắt quá sợ luôn. Gió bắt quá sợ luôn. Bụi dễ sợ. Ông gai nè, ông này mới gọi là ông gai. Nào. Ông gai kìa. Còn ốc này còn nhỏ. Ồ, ốc gai, hổ nó đẹp quá hả. Ốc này mà làm mấy cái đây nè cả nhà. Chồng mình kêu bằng ốc gai nè cả nhà, y như là mấy con ốc ở ngoài biển vậy đó. Người ta làm mà mấy cái này làm mà chung gió đó, cái nhà đẹp lắm á. Nó có gai, có gai, có gai nè. Ừ, bữa này nó bự ăn được không ta? Được luôn đó nha. Dễ gì mà bắt được con ốc bự mà bự, ta thôi thả nó xuống cho xuống đi cái nhà cho nó bự. Ừ. Thank you.
sò không có mà không lo mà ngồi dằn chăn ơi bơi nửa khúc xong rồi mà không biết được 20 con sò không mà ngồi đó dằn chăn ơi. Mẹ bữa nay gì mà tệ dữ gì hết ta, ở dòng sông Huyền Thoại đó ha, không phải ở chỗ khác đâu nha. Dòng sông Huyền Thoại cỡ nào cỡ cũng phải được 100 con nha. Đi về chắc mò không có gì. Mẹ mò không có hay gì mà không đi rồi. Ấy điếm đi hả? Trăm con nữa nhiêu đó rồi, còn chắc còn 80 con nữa chứ gì, đâu có nhiêu đâu nhiều. Nhiêu đó còn 80 con nữa, gán đi. Sò này bữa nay gì nuôi không chứ bán thì được có nhiêu đâu. Ồ lúc đó có sò cho nhà móc cũng mô ra tới nó luôn, con cành mình nhìn thấy mình mới ngợp luôn. Ừ, này cũng ngợp, mà ngợp không có sò nghe, chứ không phải là ngợp có sò. Không có sò nên bị ngợp, nín thở, mệt. Bên này thu rồi. Đâu xe không thấy phải chắc không tại vì hết sò rồi không có sò à. Chứ nước gì, nước lớn, nước nhỏ gì. Ừ. Tại vì không có sò thì lấy gì mà bác. Nước thơm, tôm công nghiệp là thấy gai. Móc vô nè, giúp ha, thấy rồi đó, thấy rồi. Không mô, không coi thử cái cục đó là cục gì. Cục sò, biết đâu cục sò làm sao. Lấy cái gì, ừ lấy cái gì dầm tới giúp thử coi, sọc sọc thử coi. Sao nhiều cái sọc sọc mà. Đó cái cục đó, trong bóng rồi đó. Sọc thử coi coi có cứng không. Xịn hả. Mò mò kiếm thuộc chồng mình cái không. Không có hết khỏi hầu. Nè. Nó bò luôn nè, con sò nó đang bò luôn nữa kìa. Nè, nó đang nhúc nhích, nó đang cựa quậy con sò luôn á. Nó quay. Đây kìa, ở dưới miếng này nữa nè. Trời ơi, dở ra hù hụt kiểu gì vậy trời đó. Ngay miếng nước đó luôn đó. Ừ, tắp vô.
cũng dở lên kiểu gì đâu. Nó nhìn chỗ này cũng làm được mấy con chứ bộ. Dở cho cái mí đó lên coi. Rồi có nhiêu đó đó, kệ nó cũng đỡ đi, 3-4 con cần đồ gì nữa. Anh đi bắt sò rồi xong chứ làm như đi bắt sò nu vậy đâu nhiều. Chết trời ơi người. Dụ tôi hả? Dễ ăn quá dụ. Giờ tới già như cái cà rồi không còn dễ ăn đâu. Rồi giờ có mấy nóc nóc giờ có không cũng thật hang thật lỗ dữ dằn lắm chứ. Ngồi đây mà con mắt không nhìn tới trên khúc trên đó đó cả nhà, đó mới lợi nó. Cái nhịn chỗ không lợi. Kiểu này là làm sao mà có cho mình bắt sót đây. Bữa hả mình bắt cái là nhiều dấu khúc xong này nhiều lắm nè anh nhớ không. Bữa mình đi đục hào bắt tổng hợp rồi luôn đó. Bắt đủ thứ hết. Bắt hết rồi. Ừ. Ra đi không có vô nổi đâu. Xuồng này vô đó không nổi đâu, nước nó đẩy ra đạp xuồng ra không mà. Mà hôm mình đi bắt tổng hợp ở cả nhà, bắt đục hào rồi tùm lum luôn, mình vô đây nè, vô con sông này nè. Chồng mình kéo xuồng về bệnh luôn. Mà điều bữa đó vô đây chứ bắt nhiêu ngao vậy chứ mà cũng có sò nhiều nha. Mà điều mình không có đếm tại vì mình bắt tổng hợp mà. Đủ thứ thành quả hết trơn nên mình không có đếm sò. Bữa đó sò, hào, tôm, chim chép, ốc len, đầy đủ. Mà điều không có nhiều, chỉ có sò là nhiều thôi, sò với hào là nhiều thôi. Còn mấy cái kia thì vài con à. Một em. Có một con ở nhà ơi. Ăn ở sao để ta chửi. Anh kia có em mới dám chửi anh thôi chứ ai dám chửi anh. Mới vừa quở sò cái này không bự. Có đi ta ơi. Ta đi thập cân ngát rồi cả nhà. Ăn trộm thì anh ăn trộm chứ. Con nào đâu. Có cái hàng nào không có sao. Muốn ăn sát bên. Phải có đạp em lại em review coi thành quả coi. Cái này mà phải đồng sát chút nữa mà êm lắm. Nước này còn cạn nữa mà. Nước còn cạn nữa.
bên kia ăn sườn nữa đó nha, cũng thật có ngát đó, hai người nữa phải đi chung đó. Bữa nay sao thọt hang thọt lỗ cũng không có nữa là sao trời chị ta hết luôn rồi chứ sao, hết lẽ hết cạn kiệt luôn vậy luôn đó hả, thiệt luôn hả, mất quá trời mà giờ có biết mình bơi kiếm khúc sông nào mà bắt đó chứ. Cái cầu mà hả mới làm mà bị gãy đó. Hôm nay mình vô đó cũng lâu rồi đó. Bây giờ cái khúc nào mà có sò vợ chồng mình biết, người ta cũng phát hiện hết trơn rồi. Hồi lúc trước vợ chồng mình phát hiện, ê có con sò kìa anh, thục lại anh ơi. Lúc trước vợ chồng mình phát hiện ra, người ta chưa phát hiện ở nhà, còn bắt được nhiều. Giờ bà đi chưa kịp, ta đi. Yeah. Có cục đất vui lên đó. Bây giờ là vợ chồng mình đi là người ta bắt rồi, hết ráo rồi. Như cái chỗ mà của vợ chồng mình bắt đó là vợ chồng mình vừa ra tới chỗ là người ta đi rồi rồi. Vậy không đó cả nhà ơi. Chú đá. Bắt không có chứ không cho buồn ngủ nha. Có hiêu hắt cả nhà chứ phải là không có, mà nó hiêu quá, bơi lâu quá mà đừng con, bơi lâu quá mà đừng con. Cái dạng nó muốn hết rồi. Giờ đợi cho nó vô nó sinh sôi. Đợi cho nó vô nó sinh sôi nảy nở. Ừ. Có chừng mày ổng bắt á. Dài nữa. Ừ. Cái cục đất này hôm trước thì chồng mình bắt nhiều lắm nè, cái cục của cái cây này, cái chỗ này nè. Nhiều lắm cả nhà. Không có luôn hả? Khúc sông Huyền Thoại này mà khúc sông Huyền Thoại này mà bắt không có nữa, bắt đâu có vậy ta? Thiệt, vợ chồng mình bỏ khúc sông này không có được ở nhà, bỏ là đói luôn. Mà giờ bắt này không có rồi, đâu còn nữa bắt. Đi tới chỗ nào á, người ta cũng bắt hết trơn rồi. Khúc sông này nè, người ta có bắt đi rồi, đi qua rồi mà đi lại cũng vẫn còn. Còn sót. Còn những cái khúc sông con kinh cùng nhỏ nhỏ, người ta đi qua cái là mình đi lại không còn gì luôn á. Còn cái nịt. Còn đúng ở cái nịt. Cái nịt là cái gì? Cái nịt là cái nịt á. Không có luôn. Hỏi mình thiếu hai mấy con nữa, rồi 100 con mình bắt từ đằng xíu đẳng để tới khúc này không là đủ á. À, bữa nay không có luôn. Mấy cái nhà thấy em cũng thọt dữ dằn lắm chứ. Tự không có rồi thọt cũng dính.
Không có gì hết dầu, không có gì hết dầu. Chỗ miếng nước cả nhà. Nãy giờ bắt không có gì á, thọt không cũng uống nước nữa. Hôm nay vợ chồng mình đi đem theo nước hột é nha cả nhà, mình ngâm hột é đó với mũ gòn. Không uống trà đường mà đây uống hột é. Uống đã. Mà cả nhà uống hột é mũ gòn. Hột é mũ gòn. Uống nước buổi trưa cả nhà ơi. Đi nắng quá rồi. Uống. Còn nữa cả nhà. Mời cả nhà uống nước với mình nha cả nhà. Giờ tới mình nước nãy ông uống rồi, giờ tới mình. Tại muốn con luôn đó. Trưa nắng vậy nè mà làm hết nước đá nữa, cái nó đã. Thường thường vợ chồng mà hay làm trà đường lắm. Bữa nay đổi gió. Vợ chồng rồi, máy nha. Đổi gió bắt không có sợ. Đổi gió bắt không có sợ luôn. Sao bự luôn. Bự dễ sợ. Ốc gà nhà ông này mới gọi là ốc gà. Nào. Ông gà kìa. Còn ốc này còn nhỏ. Ồ, ốc gà, hổ nó đẹp quá hả. Ốc này mà làm mấy cái đây nè cả nhà. Chồng mình kêu bằng ốc gai này cả nhà, y như là mấy con ốc ở ngoài biển vậy đó. Người ta làm mà mấy cái này làm mà chung gió đó cả nhà, đẹp lắm á. Nó có gai, có gai, có gai nè. Bữa này nó bự ăn được không ta? Được luôn đó nha. Dễ gì mà bắt được con ốc bự mà bự, ta thả nó xuống, cho xuống đi cả nhà, cho nó bự. Ừ. Sò không có mà không lo mà ngồi cho dằn chăng ơi, bơi nửa khúc xong rồi mà không biết được 20 con sò không mà ngồi đó dằn chăng ơi. Mẹ bữa nay gì mà tệ dữ vậy ta, ở dòng sông Huyền Thoại đó ha, không phải ở chỗ khác đâu nha. Dòng sông Huyền Thoại cỡ nào cỡ cũng phải được 100 con nha. Rồi. Chắc mà không có gì. Dạ mà không có hay gì không đi rồi. Ấy điếm đi hả? Trăm con nữa, nhiêu đó rồi. Còn chắc còn 80 con nữa chứ gì, đó có nhiêu đâu nhiều. Nhiêu đó còn 80 con nữa. Gán đi.
xoài này bữa nay về nuôi không chứ bán được, bán thì được có nhiêu đâu. Ồ lúc bắt có xoài với nhà móc cũng mô ra, tao nói luôn con cành 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 mình nhìn mình thấy mình mới ngợp luôn. Ừ, này cũng ngợp mà ngợp không có xoài nghe, chứ không phải là ngợp có xoài à. Không có xoài nên bị ngợp. Nín thở mệt. Bên này thu rồi. Đâu xe không thấy phải chắc không chắc không sờ cả nhà. Là tính bay luôn hay gì? Tấp tấp vô bắt con sò cả ta. Sò nằm kìa. Bắt chưa? Không được đâu, bắt chìm xuồng à. Thôi bắt đi. Bắt gió. Gió giống con nó chìm đó cái hang luôn, là hai hang cái ngay mặt nước luôn kìa. Nó kìa. Cái hang lém lém mặt nước lên đó. Ừ, đó. Đồ ngựa cứ thục qua thục lại không có tới đâu mà anh bắt đi mà em chìa em với cái lặt vỏ à. Bắt đi con đó con này nè hai con. Ôi, ông ngựa thiệt luôn á cả nhà, ông ngựa thiệt. Nay mình mới biết chồng mình nó ngựa cỡ nào, ngựa không có di cương luôn. Con nha em, con nữa nè, chắc ăn đây là con sò nè. Lật máy luôn. Đồ ngựa bắt không chịu bắt, hai con ngựa hơi đi sợ luôn. Tôi bắt tôi ở không, tôi bắt ở không hoài vậy. Con sò lông nằm trên đó nữa kìa. Bắt tôi ở không hoài vậy. Ờ. Còn 100.000 ghé mua cái cục chút. Cái cục rút. Rồi không đổ xăng hay gì? Ừ, thôi nghỉ đi. Đừng có mua câu rút lên cây cồng câu nhà gãy rồi. Mua toàn là đồ gãy nó hư luôn. Để tiền cái túi nó đi. Đâu câu? Cây kiếm cây câu tre đi câu. Đó cái cây cây ờ cái đước á, cũng là cây câu vậy. Tại vì hết sò rồi, không có sò à. Chứ nước gì, nước lớn, nước nhỏ gì. Ừ. Tại vì không có sò thì lấy gì mà bác. Nước thơm, tôm công nghiệp là thảy gai. Móc vô nè, dít ha, thấy rồi đó, thấy rồi. Không môi, không coi thử cục đó là cục gì. Cục sò, biết đâu cục sò làm sao. Lấy cái gì, lấy cái dầm tới dít thử coi, sọc sọc thử coi. Sao nhiều cái sọc sọc mà. Đó cái cục đó, trong bóng rồi đó. Sọc thử coi có cứng không. Xịn hả. Mò mò kiếm kiếm thuộc chồng mình cái không, không có hết khỏi hầu.
Nè 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 nè. Nó bò luôn nè, con sò nó đang bò luôn đó kìa. Kìa, nó đang nhúc nhích, nó đang cựa quậy con sò luôn á. Nó quay. Kìa, đây đây kìa. Ở dưới miếng này nữa nè. Trời ơi, dở ra hù hù kiểu gì vậy trời đó. Ngay miếng nước đó luôn đó. Ừ, bắt vô. Nó dở lên kiểu gì đâu. Nói nhà chỗ này cũng làm được mấy con chứ bộ. Dở coi, dở cái mí đó lên coi. Ờ, có nhiêu đó đó, kệ cũng đỡ đi, 3-4 con cần rồi gì nữa. Anh đi bắt sò rồi xong chứ làm như đi bắt sò nu vậy đâu nhiều. Chết rồi ông ơi. Dụ tôi hả? Dễ ăn quá dụ. Giờ tới già với chết cà rồi, không còn dễ ăn đâu. Nè. Đó, nó đang nhúc nhích luôn, đang cựa quậy luôn á, nó đang bơi luôn á. Đó, không xuống. Má con sò đang bơi luôn á. Ừ. Đâu? Trời ơi, kệ nó, vậy cũng chà bá lửa rồi. Sò nó đang nhúc nhích, cựa quậy, đang nó sò lỗ hay gì á. Bởi một chuyến đi săn bắt của chồng mình là lúc nào cũng phải nhờ tới mình đó. Mình chỉ cái này chỉ cái kia, không có mình thử coi. hình như giống có con quá, không phải không? Không biết nữa, không có chắc. Không biết nó hay là theo cái cũng sọc sọc đó, mà không biết nó hay là con sứa. Thục lại chút nữa. Đâu rồi ta? Thấy con sứa luôn. Sao đâu mất tiêu rồi ta? Còn có con sứa luôn nữa, ra đó con sò. Không phải con sứa luôn nữa hả? Không có luôn chứ không phải vậy. Thấy ra coi. Tôi thấy rõ vàng mà. Ủa gì không phải hả? Đâu mất tiêu rồi. Thì đi cái gì cũng phải có sự sai sót, lầm lẫn chứ. Vì lộn mà còn lộn mà. Mình cũng lộn vậy. Để mình review cho cả nhà xem anh chồng mình đang mất hang cua đá nha cả nhà. Cua đá này bự không? Này nãy dưới đây bắt được con rồi nè. Đó. Trời ơi, bự dữ ta. Bự có hai cái. Bự gì? Cục sình á. Cục sình bự á hả? Đó, đây nè cả nhà. Kệ về đó, về lột cho cục vàng mình ăn. Qua bữa nay không có sò rồi cả nhà ơi, bữa nay không có thiệt rồi, qua lệ bên kia thử coi anh. Nhận hết một lề rồi đó. Ở dưới này được 30 con, ở trên đó được 4 con nữa. 34 con. Này. Mà bơi này nó dài tiếng mấy đồng hồ rồi đó. Tuần trăm con bắt chừng tiếng là tiếng ngoài là rồi đó.
ta nằm đó cũng cho nữa. Kỳ cục. Kỳ khôi quá. Cô nó biết nói chuyện, nói anh này kỳ khôi quá. Em nằm đó em có liên quan, có ghẹo chọc gì anh không? Bơi qua bên này bắt cái nhà ở lề bên đó bắt gì đâu mà không có rồi đâu. Từ nãy chưa giờ ra đây mà mới có ba mấy con sò, chừng nào đạt được 100 con đây. Bữa nay là thua thiệt rồi. Không còn thu giả nữa cả nhà ơi, cả nhà chúng ta ơi, nhà của Mỹ Loan miền Tây ơi, bữa nay bắt thắt bát quá nè. Chú kho kìa, nó xíu à đó. Thế nhậu không muốn bắt luôn hay gì? Con đẻ nó quấn lưới chết luôn kìa, cái lưới ấy kìa, đút đầu vô đó là chết trong đó. À, con sờ mình chỉ anh bắt chết, anh không thèm nói gì, anh để vậy, anh để nhẹ vậy đó, thấy ghét không? Thế giờ sờ mà cũng là chết nữa. Mần ăn sao đây? Rồi cái đó có con chắc con vỏ sò gì mà bụi dưới vậy. Bây giờ hai sò nằm kìa. Thấy rồi. Thấy rồi. Nó ấy nè. Ấy đẩy gì? Ấy nè. Sò cũng ấy. Sò là như anh như ông ấy ấy. Ta hai con ta làm hai hang rồi, con sò nào sò đấy nắp nắp thì cô cũng nhà. Nãy nó thấy cái vỏ sò trên đó không? Chắc cái vỏ rồi thấy nó trắng rồi. Bự ghê. Hai con sò nằm sát bên ngon lành luôn. Tạm biệt nghe nói nhớ một thời vì có em. Một con cây anh đã lấy em, để rồi mai anh biết đi rồi. Em ăn khóc mai đến nhiều em. Ôi, thường nó lắc. Có gì đó không mà dở dữ vậy anh? Không có, tưởng tao thấy có rồi mà dở lên nó sao anh hay, nằm dưới gốc cây anh cũng thấy. Anh nghe là dở thử. Bữa nay bắt gì mà có bơi không?
không, bơi cái này hoài luôn, bơi tới về luôn được rồi. Nó đi lốt xăng, tiện xăng miền cổ luôn á. Thôi cũng đi khúc sông gần nhà, xa là thấy thấy ngựa rồi. Giờ biết khúc nào mà không có sò, có sò mà không ai bắt không ta? Cái sò là không ai gì bắt á, mình vô mình bắt. Hay nằm một hơi trong lớp chừng chục con vậy cho anh thấy ha. Đỡ biết nhiều nói. Nó nằm nó lồi cái bụng nó ra vậy một hơi vậy đó. Bắt hơi xong vô quay cho cả nhà xem cái đi về luôn. Có à. Có còn một sò ngon lạnh luôn, có còn một cái này đó nha. Con sò nó êm cái ghê, nó ngon cái ghê luôn đó nha. Trời ơi con sò rớt rồi đó. Tự nhiên chỗ này sò bự bự luôn đó. Ơi ở chỗ này mà có cho chồng nó còn hơi đỡ với nhiều nói bự bự không. Tiếp tục lên xuồng. Chỗ này chỗ nào cho gọi là thấy sò bắt xíu rồi. Ốc gì nó cũng rớt của lại. Rồi nãy giờ bắt sò cạn rồi chứ không còn bắt sò chim, bắt sò nổi vậy. Bắt sò nổi rồi, bắt sò bạn rồi, bắt sò kìa mày. Nổi lên bắt luôn. Con cái đầu thục vô bắt. Hết hàng rồi. Anh thục quá, anh làm quá nó sợ. Thôi nó ra, nào nằm sẵn đó phơi chờ anh luôn chứ khỏi thục. Nằm cỡ nào anh cũng móc nó ra mà. Anh cỡ nào anh cũng móc cho ra, thành ra ra mẹ luôn cho rồi. Dễ gà vậy hả? Ừ, chứ sao.
cái nhà con sò cái nhà vậy đó, mà muốn bơi qua hình không thấy hồi nhấc mắt ổng, ông bơi đầu lại đó. Đó sò nằm phơi, mình thấy con sò cái mình đang buồn ngủ, mình thấy sò mình sáng mắt rực rỡ liền, nó quá bự. Rồi phút này là nãy giờ chợ mình bắt là bán được hết trơn rồi. Ừ, trời có nhiều bự bự không mà phải có nhiều chứ, mình ăn bắt cũng đỡ biết nhiều nói. Chợ chỗ này bắt là gì? Ừ, hai nó hai con luôn. Ừ, chợ chỗ này bự xong luôn. Thấy con sò mà tỉnh ngủ luôn. Ờ, về ông mất cái đó kìa. Anh ơi, hồi chú mình bơi được cái này, anh ơi, chứ em cũng thấy có dụng một sót á. Dễ gì không sót được. Ồ, căn nhà có sót chỗ này nè. Bự bự thôi. Chỗ này không có từ từ, hôm nay có đầu chồng mình lê bến tắt qua. Bự mà chỗ này không là bự vậy đó. Ừ. Nãy giờ dưới này là 30 con rồi cả nhà. Ừ, ừ. Nhà. Ông mới lên con sò nữa nè. Quá trời ngon luôn. Sò bự 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 thôi. Thật mà nhắm cái phô cầu vịt luôn á. Anh được gọi là phô cầu gà chứ phô cầu vịt đâu ra. Phô cầu có chút xíu mà đồ vịt đó. Phô cầu vịt người ta mà nó tròn do nó ú nu mà nó mà mở không mà. Còn ẩm có chút xíu, ổng có phô cầu gà. Ủa nhà. Tới rồi, tới khúc rồi. Vợ chồng mình đã tới khúc rồi. Sò bự bự không, sò này là hoàn toàn là gì bán được hết trơn luôn, không có con nào phải vuông, chỉ có cái giai đoạn đầu nè. 30 con này bắt khúc bắt cái chảnh nè. Đó, chỉ bán được mấy con này nè cả nhà. Đó, mấy con này bán được có 3 con thôi. Còn như cái này là nuôi rồi chứ không thể nào mà bán được chứ. Còn ở trên đó kìa. Sò bán được hết rồi đó. Để mình nhìn lại phụ chồng mình để xót ngủ lắm cả nhà. Ôi, có sò nè. Mà có sò còn sò bự nữa. Chứ đâu phải sò nhỏ đâu. Ôi con nào con lấy con móc trong hang ra cành 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 không. Con nào con lấy bước nói chuyện luôn. Đó, vậy đó. Rồi mấy cái hang trên nữa đó anh ơi. Bởi vậy. Con sò tới con chuyện luôn. Tới nái luôn. Cô chơi chứ tới ngay, cầm biết chú cái một bài. Anh em nghe khoai khoai. À, chỗ này không mỏng thật mê luôn trời. Chơi chứ tới ngay, cầm biết chú cái một bài. Anh em nghe khoai khoai. Nhìn kỹ của anh chồng mình coi. Người cao như ngao mà để sò hò sống mất là uổng lấy phí lắm. Để coi mình đếm coi đến trên này nó giờ được mấy con nữa cả nhà. Móc nhục cái ham quá. Nãy ở dưới là 30 rồi đó, bắt đầu mình sẽ đếm tiếp theo nha. 32
Nãy 30 à, 35 là 35 là trên này, em không có lấy xuống, chỉ là ngồi nhìn điếm thôi. Điếm thôi chứ không 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 có lấy xuống. Vì vẫn còn nguyên với người ta 30. 34 vô được 35 là 34 con mà 4 con nằm trên này mà không có gom xuống. Điếm lại đi. Trời ơi tính cho mình với ghê bỏ ra cho nhà. Bây giờ mình nói với này là 30 nè, mình với cả nhà điếm nè. Cãi kinh không à. Lúc nào mình quên thì mình quên thiệt, cái này mình nhớ. Coi ra kia không có con sò quá vậy. Tới không? Chìm xuồng luôn quá, lọc vỏ luôn quá. Cái hang nhỏ bên đây nè. Có phải con sò mất cái hai cục đất. Cái hang có cái cây nằm ở dưới này như hang dưới đó. Bên đây. Ừ. Không phải hả? Điếm đây nhà. Nói điếm mà nãy giờ chưa điếm được đường nữa. Bây giờ bắt đầu điếm đây nha. Bỏ hang cua đá ra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 bằng 4 bằng 7 con bằng 7 con ở nhà điếm lại nữa tức mình quá cả nhà. Không lẽ mình kỳ vậy ta. Cua đá không à, nó kẻ đi càng nó hai rồi đó, trừ ra hai con cua đằng nào cái ngoe đi. Các nhà thấy không, hai con đó mình trừ ra nha. Đó, đây một con nè. Đó một con 2 4 6 8 10 nội mày. 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, 34, 36, 37 con cả nhà ơi. 37 con anh yêu à. Em à, sorry anh, em lỡ dạy thôi. 37 con. Mình sẽ đếm tiếp theo nha cả nhà. 37, 3 con nữa là sẽ là 40. Cũng mất rồi. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64, 66. Thải hai cái xuống rồi đó. Trời ơi, tôi chưa có thải. Có gàng, tôi có cãi. Trời ơi, tức cho mình, tôi chưa có thải, tôi cầm con ốc của tôi, coi con ốc của tôi giục lại, tôi bắt có hai con. Tôi thấy điếm rồi đó. Vậy điếm lại nữa phải không? Ai biết đâu tùy. Trời ơi, tôi tức cái bình với ghê, điếm nữa cả nhà. Trời ơi. Thấy rõ ràng, thấy xuống rồi mà điếm. Chưa có thải, đem xuống rồi, nhưng mà nhìn lại là con ốc. Ừ, điếm nữa nè. Nãy nhiêu rồi? Điếm gọi đi. Trời tức quá trời này. Mà ăn cái này là chết rồi. Điếm gì điếm gì hoài rồi buôn bán ra chợ rồi. Rồi điếm hoài không cho ta về hay gì. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 trời ơi nó 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 à. Ừ. Mà hai mới có 64 hả? Chứ có cãi. 66 rồi đó. Anh nghĩ không cãi. Không có đếm. 66 rồi đó. Để tôi đếm nha. 68. 70. 72. 74. 76. 78, rồi đó 78 con. Ông nói mình điếm ông đâm bông bắt tới chiều ông không đi. Mình điếm sao mà ông bắt tới chiều không được. 100 con. Nhiêu quên rồi. Ai biết. Điếm nữa à trời. Điếm buông ra hỏi ai biết được đâu trả lời. 74 con.
Chắc chưa? Chắc rồi. Tại 4 con. Giờ mở clip kia lại nè. Mình vợ chồng mình bơi qua cái khúc bắt cá sò nãy rồi nhắn nhà. Ồ, khúc đó bự sò bự bự mà ngon quá tay luôn, bắt cái mình tỉnh ngủ luôn á. Hồi nãy khúc bên kia ông bơi không có bắt mà nó vừa nắng mà nó vừa buồn ngủ cả nhà. Cái khúc đó ông bắt cá sò thấy ham mê tỉnh ngủ luôn. Nè cả nhà có đống sò nè. Con nào con thấy ham không? Lúc đây là được 7-8 con rồi đó. Cái này được mấy con nữa nè cả nhà. Con nãy bắt 4 mấy con. Ừ. Thì bắt đầu từ khúc ở ngoài mình bơi vô là bắt điếm có 35-36 con đó, em anh ngồi cãi đó. Mà dưới này là bây giờ bắt cái khúc trên khúc đó không mà đây được 7-8 con rồi đó. Ở trên này nữa nè, điếm tiếp tục nè. 80 nè. 82 nè. 84 nè. 84 con. 84 con là cái khúc đó phải bắt được 50 con. Ghê thiệt. Ngoài kia có ba mấy con nhiêu. Bán 14 con sò rồi nha cả nhà ta ơi. Tưởng đâu vợ chồng mình hôm nay không đạt được thành quả nha. Nhưng mà đã đạt rồi chứ sao không đạt được, mình mới kết thúc này à. Mình bắt qua cái lề bên đây nè, bên con đây nè. Wow, bự luôn. Ủa nằm luôn cả nhà, bắt sò mà hy sinh nằm luôn, nằm thấy nằm vô nước mặn luôn á. Mà đều không cầm không kịp quay cho cả nhà xem tại nó bơi ở nhà. Chập mạnh quá. 84 rồi đó. 85. Bỏ dưới này nữa nha cả nhà. Rồi bắt đầu ông bắt nữa sẽ để đó đi, lát mình đếm tiếp tục nha. Thấy cái sò mừng quá nằm luôn. Ướt áo luôn, ướt áo ướt quần luôn, nằm chụp con sò luôn. 85 con sò. Hồi nãy là vợ chồng mình tưởng là mình không thể đạt được sản lượng ngày hôm nay rồi đó. Ai ngờ giờ đại đạt nha. Mới có được qua cái lệ bên này mà mới con khúc mà 85 con sò rồi. Anh có lên đó một con nữa kìa, anh giống như con sò nữa kìa. Nằm mô cái đít trên không biết chết hay sống rồi, thấy không? Nó cả nhà. Bây giờ quên quay được cả nhà xem, nắng quá không biết sợ chết không? Anh dám chết không? À? Ừ. Sống. Ừ, dữ ta. Sống không? Banh thử coi, chết không ơi, thấy không? Em thấy những cái vỏ kiểu đó giống như con trước rồi cho em chỉ anh á. Cái vỏ kiểu đó. Sống mà. Ừ. Gió mình sò cái đó nó rụt qua lớn ta. Ăn vô cái tới não luôn á. Hôm nay thành quả sẽ đạt ha. Ừ. Cạn quá rồi. Giờ mình bơi là cái khúc đó nữa, mình bắt cái nữa cái là mình bơi dài ra là về là đủ luôn á cả nhà. Cái lề nãy thế nào mình, cái lề mình bắt ra mà 40 con sò chứ khoảng 40 chứ đừng nói năm mấy là tính luôn bởi dài dài vô tới đây. Cái cổ đó các bạn. Nửa xong rồi đó. Nó cạn quá mà. Rồng quá mà. Đừng nói lượn bển bơi qua cái ngay thấy con sò bơi qua luôn đó. Mình đã được 85 con. Bởi vậy qua là thấy con sò đó. Đấy đó hả? Bởi vậy. Rồi để nó đi lát lên đây tính tiếp. Thành quả có thể là dư luôn á. Mình còn có 15 con nữa chứ như là mình đủ sản lượng rồi đúng không? Ồ nãy bơi thấy đầu quá trời luôn. Bơi gì đâu mà gần hết một khúc xong cái lề bên này luôn nè. Gầu quá trời luôn, nhờ cái khúc đó mà mình tỉnh lại, nhờ khúc đó cứu vợ chồng mình á. Ghê thiệt. Móc ra 40 con sò ông nội ơi, con sò nuôi nữa. Mà con nào con ấy là bán được không ấy nha. Bự không. Giờ bắt đầu tiếp qua lại bên này. Vòng qua vòng lại vậy đó, tại nhà bơi tới bơi lui vậy đó. Tưởng là thua rồi. Ai ngờ không thua vẫn còn sống được. Sò mà cỡ này á nha. Hôm là chồng mình không tiền kẹt á, mòn mới bán cả nhà biết nhiêu ký không? 170.000 ký á nha. Sò cái này nè.
giờ gán bắt thả cái Tết còn tháng nữa Tết mòn chặn lên nữa. Ừ. Thì không tới tháng chặn đậy đi đi. Ráng bắt bắt móc móc tới đó mòn mớ nữa bán kiếm tiền. Mua trái cây bánh nước đồ cúng ông bà. Thấy rồi. Xe nhẫm ben quá. Ê, mình ngồi mình chờm cái sức của mình nó nặng lắm cả nhà. Trời ơi mình xuống xuống sình thì lên không nổi. Mà chờm cái thiếu điều lặt xuồng luôn để trên đó đi hồi đếm. Chờm cái thiếu điều lặt xuồng. Bởi khổ lắm. Ừ. Bữa hôm nay đi dòng sông Quyền Thoại mà bỏ rơi vợ chồng mình chứ. Ê mình bị thất chứ ngờ dòng sông Quyền Thoại cũng không bỏ ha. Tới đây mình đi khúc sông khác thì mình mới bị đói thôi chứ ở khúc sông này là cỡ nào cỡ tới lui vợ chồng mình cũng no à, cũng đi về cũng ấm bụng đi về cả nhà. Thiệt tình luôn, hồi nãy tôi nói bơi ha, hỏi cái lề bên này nè mà bơi khúc ngoài á, gần hết lề luôn. Mà có ba mấy con sò cả nhà nhắm đi ngồi buồn ngủ tin nói hẳn không tôi nói nước mắt nước mũi bao nhiêu nó chảy lòng thòng lẽ về quay cả nhà xem luôn á. Nó buồn ngủ rồi nước mắt nước mũi nó ngáp, nước mắt nước mũi nó chảy á. Chát liếm nữa hả? Trời ơi, anh nghĩ cái vụ chát liếm nó làm như nít. Cái mới kêu ông anh ơi, ông tóc qua khúc kia, bắt đi bắt khúc này không có, buồn ngủ quá trời đất. Cái ông bơi qua sau bất ngay khúc đó luôn, móc ra một hơi luôn, như cái nhà y như là mà nói vợ chồng mình bắt sọ nhà đem ra nó gắn vậy đó. Như như sờ đuôi luôn. Đã thì ghê. Ừ, nhà tiếp bắt một cái sò vậy biết không, gió hiu hiu, mặc dù nắng thì có nắng thiệt nhưng mà sông nước mà cây cối nè gió hiu 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 á già, rồi nhìn ổng bơi 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 có đó buồn ngủ y như là ru ngủ vậy đó. Thì cả nhà xem biết cả nhà cũng biết rồi đó, nói chuyện thì có mình nói không mà chứ anh chồng mình ít nói lắm, có nói gì đâu mà mình không nói nữa cái rồi tôi nói hả, nó buồn ngủ quá rồi buồn ngủ quá đất luôn. Cái mình là cái tuồng đó. Ổng không nói gì, ổng có tần tần vậy đó. Rồi hỏi ở nhà ngủ không? Ổng tần tần, ngủ cũng khùng luôn. Có sợ hay gì? À, bây giờ mình không thèm đếm nữa, mình để hồi mình đếm luôn. Ở dưới này mình được 85 con rồi nè, cả nhà quay cho cả nhà xem. Nhắc biết đâu không? Mình nhắc lại cho mình nhớ, để mình quên. Rồi còn những móc để đó đi. Chừng nào về cái mình đếm luôn. Tỉnh ngủ luôn. Giờ mình bơi quầy trả cái qua khúc hồi nãy mình bắt cái sò này cả nhà. Mình bắt sót lại coi có còn không nha cả nhà. Để sót uổng lắm, khúc này sò bự không mà. Mình bắt lại cái gì. Khúc này cái mình quành ra mình về luôn đó. Thấy không, vậy cũng còn sót rồi kìa, thấy không cả nhà. Đấy là vợ chồng mình bơi qua rồi đó. Ôi ôi, con sò bự nữa chứ không phải sò nhỏ đâu. Bởi vì tiếc uổng lắm. Tại vì mình nhìn bắt cái dễ gì mà không sót được cả nhà ơi. Mình cũng cũng mắt của người phàm, mắt thịt nạc chứ đâu phải mắt gì đâu mà không sót. Đâu sợ mỡ, có nạc có mỡ. Thấy không, hai con rồi đó. Thử mình đếm thử coi mình khắc mắt cái khúc này là sót bao nhiêu con nha cả nhà. Hai con bỏ khúc kia nữa hả, bỏ đi khúc rồi hả? Tự nhiên bỏ gì ta, ta không bơi qua luôn. Giờ chồng mình nãy ông chồng mình nó móc khúc này không mà 40 con sò à, không lạnh không, bự không mà còn sót nữa đó. Bởi vậy tấp lại kiếm lại quận nữa là cái thẳng cái mình bơi ra dài mình về luôn. Thấy chưa?
thành quả thì chỉ còn có 15 con nữa thôi. Mà mình liếc sơ ở trên đây này, cả nhà là bắt được cả chục con rồi đó. Bởi vì nhiều mình bắt dài dài ra mình về luôn được rồi. Mình nếu mình nhìn phụ anh chồng mình dí. Qua khúc đó ở nhà mình bơi lại mình bắt sót lại được 3 con nha. Ở chồng mình bỏ anh khúc rồi. Hả? Ừ thì bỏ anh khúc trên chảnh rồi đó. Bắt khúc đó mà được 3 con bắt sót lại của vợ chồng mình bắt luôn đó đó. Chứ không phải của ai bắt đâu. Còn sót được 3 con, anh chồng mình đang bắt anh thật hăng mong móc kỹ thấy ghê luôn. Như nó đủ chưa ta? 2, 4, 6, 8, chục chưa đủ. Mười mấy con là 12, 13 con vậy đó. Mình thiếu tới 15 con nữa luôn. Trời ơi, cái nhà có con sò nó nằm ở kiểu gì cái nhà này coi. Con cua đá thì nó xì bọt. Nhà con nó xui để nó xì bọt à. Làm gì nó như xà bông à. Nè. À, rồi cái nắp bằng dày để lấy dĩa chồng mình mở ra cua đá xì bọt. Còn mấy con cua thì hả họng hả hầu lè lưỡi nó ớn không gớm không. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con gớm xuống luôn đi, nãy mình còn thiếu 15 con nữa sẵn mình đếm luôn đi cả nhà ơi. 1, 2, 3, 4, 5 điểm đây gớm đây điểm đây. Quá lại xà lông quá lại 85 rồi 2, 4, 5 5 con nữa 90 nha. 92, 94, 96, 98 còn thiếu 2 con nữa. 2 con nữa là được 100 con sò anh yêu ơi. Anh yêu ơi đi anh bắt 2 con nữa đi rồi còn nhiêu anh cho em, em cho anh thả dài dài vậy nó bắt được nhiêu bắt. 2 con nữa là thành quả được 100 con như mong muốn rồi đó. Anh yêu ơi đêm đề cho ta thêm đấm say. Wow 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 wow. Vậy vui cả nhà và cai được. Đóng sò này chứ ký ngoại anh ơi. Cho mình kiếm gì 200.000 thôi. Đi nó giờ cũng được 200.000. Nhà mình chạy ra đây chắc 50.000 xăng. Còn được 150. Ghê à. Giang nữa thì tao tính vậy đi. Còn 2 con nữa được 100 con đó. Ừ, 2 con bơi hoài bơi ra tới đầu đầu kinh về luôn đi. Chỉ có một khúc đó thôi mà gây lên sự nghiệp, gây lại danh tiếng của vợ chồng mình cả nhà. Gây dựng lại danh tiếng bắt sò huyết của vợ chồng mình đó cả nhà ơi. Tưởng đâu bữa nay te tua rồi, tưởng đâu bữa nay quần áo te tua. Ai à, không có sao hết. Khúc này nó muốn hết sò rồi. Tại vì cả nhà biết sao không, sò ngoài sông mà khúc có khúc không. Khúc nãy có khúc giờ hết rồi. Cái nhà mình được 2 con nữa rồi đó nha. Cái nhà chồng mình bắt 1 con, mình bắt 1 con nha. Mà hồi nãy mình mất ngưng máy mình uống nước đó. Gắn bơi tới cái có sò cái mình chụp luôn ông con mình con. Cái bây giờ mình không quay được ở nhà xem. Khúc này mà không có nữa à. Là về nha cái nhà đủ hình quả rồi đó. Đây 2 con nữa nha, là đủ 100 con giống này của mình nha. Đây là 2 con nha. Ở dưới này là 98 con nha cả nhà. Đây. Là đủ 100 con thành quả là đạt rồi đó nha. Và bây giờ mình cứ bơi thả dài ra, hãy mà có con nào thì bắt đỡ con đó móc thêm vô cái thành quả là đủ rồi. Còn không bắt nữa thì mình đi về nha.
Bữa nay thì Ken không có đi học buổi chiều, nhưng mà ở nhà mình thì còn mấy khóm nữa cả nhà. Mấy khóm ở nhà với bà nội nữa. Con bơi thả dần dài ra. Thật cười lắm cả nhà, bữa nay đếm sò cái gì đâu, có 100 con sò mà tao nói đếm có chục quận rồi. Nãy mình tắt máy mình đếm bên mấy lần mình ên mình nữa đó. Đếm hoài cả nhà nghe cho nhà cả nhà cười. Đếm cho cả nhà xem cho cả nhà cười. Tới đêm luôn. Thấy con người bởi ta nói mình, nói con người của mình là lòng tham không có đáy ở nhà thấy không? Hồi nãy hồi mà không có sò cái giá cho được sản lượng 100 con này kia, tới chừng được sản lượng 100 con cái được vài con nữa coi. Mình lòng tham không đáy. Thì đáng quả thành quả đã đạt rồi. Không mới về cho rồi ông ơi, có đâu bơi hoài. Về nhà với con cái rồi cho con cái nó mừng nó vui. Về. Rồi, bây giờ mình vợ chồng mình về cả nhà ơi, mình xin kết thúc clip tại đây ha. Thì thành quả của vợ chồng mình là được 100 con sò rồi nha cả nhà. Đã đạt rồi nha, đạt rồi còn quả là đi về. Phải có sò còn kiếm thêm thì không có mà. Con nào con lấy sò huyết ngon không nha. Cái này mình trúng rồi nha cả nhà. Thì cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn đón xem video ủng hộ cho vợ chồng mình. Video của mình đến đây xin được kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video lần sau nha. Đâu cả nhà, 100 con sò với lại hai con cua đá nha cả nhà, mấy con ốc nữa. Rồi hiện giờ đi về cả nhà ơi, trời ơi đè cho chết luôn đi ông nội ơi. Thiệt tình chứ, về cả nhà ơi, giờ đi về cũng bị lộn nữa.